Chào nhà, nay chúng ta đến với điện thoại người già tiếp theo của hãng Mattel. Nó là sản phẩm là Family 12. Mới đây thì nó ra sản phẩm Family 5, Family 10 và đến giờ là 12, Family C nữa. Thì mình sẽ thử cho các bạn xem cái tính năng của cái máy này bên trong nó gồm những cái gì. Thì đầu tiên thì trước tiên thì cũng như cái máy khác, cái hộp bên ngoài được in rất là chi tiết và đầy đủ. Cái này là Family của hãng Mattel. Đây là hình tượng bên ngoài của nó. Những bảo hành của những nơi gồm như là Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ, Đà Nẵng và Nghệ An. Thì đây thì mình sẽ có một cái màu của nó là màu xanh đen. Tất cả một cái chức năng bên ngoài nó đã ghi hết trên hộp rồi. Mình chỉ cần đọc trên đây là đã đủ rồi nha. Ở đây chúng ta có một cái giải băng tần là 900 mAh và 1800 mHz. Cái này là pin của nó là 1000 mAh, màn hình của nó là 1,8 inch. Chúng đúng ra nó là 1,77 inch. Có tiếng Anh, tiếng Việt, camera, đọc số bằng giọng nói, âm thanh lớn, đa phương tiện, hỗ trợ thẻ nhớ 32 GB. Rồi cùng đến với cái sản phẩm của ngày hôm nay đi. Mình sẽ mở hộp hàng cho các bạn. Đây là sản phẩm màu xanh đen. Đây là sản phẩm màu xanh đen. Phụ kiện bên trong thì gồm một cáp sạc loại tốt, đầu cóc, thẻ bảo hành, hướng dẫn sử dụng. Cái này sách hướng dẫn thì nó trung tâm thẻ bảo hành nó có ở đây luôn. Chi nhánh Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Nội, Cần Thơ và Hồ Chí Minh. Kèm theo đó là một cái viên pin. Cùng thử cái máy này thì cầm cái máy này thì mình sẽ thấy một cái điều nó rất là mỏng. Cái họa tiết của nó in chìm chứ không có in nổi bên ngoài, sờ nó là mịn thôi. Bên trong nó in caro, dải loại ngoài siêu to siêu bự. Camera của nó thì không tới 1 megapixel đâu. Và cái điện thoại này thì bàn phím của nó rất là to, dễ bấm. Có một cái kẻ đường chỉ ở đây. Đây là bằng viền bằng thép, kim loại rất là chắc, mình có thể đập hoặc rơi vỡ cái gì đó, không may rơi thì cũng không vỡ được. Mình sẽ cùng lắp pin để thử cái máy này. Pin pin của nó là 1000 mAh các bạn nha. Các bạn thấy cái máy rất là tuyệt vời. Máy này rất là tuyệt vời, màn hình của nó thì rất là tuyệt. Cùng để ý cái màn hình khi mình bấm phố. Nó đọc số luôn cho các bạn nghe thấy nhé. Mình vào phần danh bạ đi. Nó đọc luôn cả cái số điện thoại đang lưu trong danh bạ của mình. Đó. Đọc hết luôn. Thì ở đây mình có phần danh sách đen. Cuộc gọi thì mình có thể là cài đặt cuộc gọi, cài đặt nâng cao và danh sách đen này mình không thích ai cho vào đây. Kèm theo đó là đa phương tiện, có phần chơi nhạc, sổ ảnh, máy ghi âm. Cái này thì có đài FM thì rất là hay. Đài FM của nó thì chút xíu mình sẽ giới thiệu qua. Nó sẽ có một cái cây anten rút lên. Cái này loa nó rất là to rồi. Đèn pin thì được tích hợp bên hông máy. Mình khi mình có thể gạt qua đây để bật đèn pin lên, tắt đi một cách rất là dễ dàng. Các bạn thấy cái loa âm thanh nó rất tuyệt vời. Bàn phím thì rất là đẹp, dễ bấm. Rồi mình cũng tắt đến và tiếp theo của nó là đài FM, ghi âm đài FM. Đài FM của nó thì nó hỗ trợ một cái anten rất là dài. Cùng bắt FM với cái anten này xem như thế nào. Đó, các bạn thấy loa ngoài nó rất là tuyệt vời. Và kèm theo đó là cái ứng dụng của nó là gồm sổ số, kích hoạt bảo hành, vạn sự bói vui, tử vi, phong thủy, rất là nhiều ứng dụng trong này.
Các bạn hãy nhanh tay đặt hàng tại website Holophone Việt Nam cho những người già, người thân, bạn bè của mình, cũng như là rất sử dụng, rất là tiện ích. Mình có bảo hành cho cái máy này cho các bạn là 1 năm nhé. Nhớ đăng ký trang YouTube của mình để nhiều video hơn đến với các bạn mỗi ngày. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.